Lúc chạng vạng, Thiệu Hồng Nghĩa lại gọi cho Lâm Bịp và đáp ứng yêu cầu của Lâm Bịp. Bây giờ ngài cho tôi cũng không có quá nhiều lợi ích. Sự phát triển thương nghiệp phải từ từ từng bước. Tôi khó có thể phát triển quá nhanh và ngài cũng không cần lo lắng những thứ khác. Về cơ bản trong vài năm tới sẽ không có sự phát triển gì đặc biệt. Lần này ngài và công ty Gia Đức đã được lợi rồi. Đúng lúc nào cũng đặt tôi cùng với công ty Gia Đức. Công ty Gia Đức đã làm gì tôi cũng không rõ, cũng không muốn quan tâm, tôi chỉ đang làm công việc của mình. Công ty Gia Đức tiến hành hoạt động kinh doanh như thế nào cũng không nói trước với tôi, hoặc bọn họ nghĩ tôi không đủ trình độ, nhưng như vậy tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng đỡ phải tham gia vào trò chơi của các anh. Đối với Lâm Bịp mà nói, đây đều là những lời không có ý nghĩa. Ông có hợp tác với công ty Gia Đức hay không thì anh ấy cũng không muốn hỏi. Dù sao thì giá trị của những mảnh đất này vẫn tăng vọt hàng năm, chỉ cần vài năm nữa giá trị của những khu đất này sẽ gấp mấy lần con số 5 triệu tấn than, thậm chí 10-20 lần. Tin tức nhanh chóng lan truyền tới chi nhánh công ty Gia Đức. Cao Hoa Nguyên lạnh lùng nói, Lâm Bịp này thực sự đã đổi than lấy đất. Rất may là hắn còn có cách này. Tổ sư Mặc dường như không quan tâm đến tin tức này chút nào, nhưng anh cũng hơi bất ngờ với tầm nhìn xa của Lâm Bịp. Hướng tổng đã quay lại chưa? Quay lại rồi, tôi cũng đã theo lệnh anh. Hẹn ông ta tối nay gặp mặt tại nhà hàng Phương Nam rồi. Tốt, tối nay anh không cần phải đi cùng tôi. Có những thứ chúng tôi tự nói với nhau sẽ tốt hơn. Bên phía Lâm Bịp, Cao Sang Trấn vừa tới văn phòng. Lâm Tổng, bây giờ anh có thời gian không? Anh nói đi, có chuyện gì vậy? Chuyện là thế này, hiện công ty có gần 18.000 nhân viên. Phòng nhân sự không thể quản lý được hết tất cả. Vì thế công nhân bàn về việc muốn thành lập công đoàn. Công nhân sau này có yêu cầu hoặc ý tưởng gì thì có thể liên lạc với chúng ta thông qua công đoàn. Sếp nghĩ việc này có ổn không? Tại sao không? Việc này rất có lợi cho người lao động. Tới lúc đó có người đại diện cho bọn họ lên tiếng, nên đây hiển nhiên là chuyện tốt, có thể thành lập. Vâng, nếu sếp đã phê duyệt thì lát nữa tôi sẽ bảo mọi người bầu chủ tịch công đoàn. Mọi người đều đề cử một người đàn ông trung niên tên Đồ Vũ Thông. Sáng hôm sau, Cao Sang Trấn đưa Đồ Vũ Thông đến văn phòng của Lâm Bịp. Không biết lý do tại sao, lần đầu nhìn thấy người này, Lâm Bịp cảm thấy rất miễn cưỡng. Lâm tổng, mọi người bầu tôi làm chủ tịch công đoàn là vì mọi người tôn trọng tôi. Thông thường tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người mà thôi, chứ không tư lợi gì khác. Hơn nữa tôi cũng biết làm người đứng đầu công đoàn không hề dễ dàng. Nếu làm không tốt thì sẽ khiến cho cả ông chủ và công nhân đều khó xử. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ lợi ích của ông chủ, cũng cố gắng làm hài lòng người lao động. Công việc này thực ra cũng không phải là quá tệ. Lâm Bịp thực sự không muốn nói thêm gì với anh ta. Công đoàn là một bộ phận không thể thiếu. Thông thường, đó là để bảo vệ lợi ích của người lao động. Nhưng trong công ty Mộng Anh Gucci, mọi quyền lợi của người lao động đều được đảm bảo. Anh cứ làm tốt công việc của mình là được. Chuyện là thế này, có hàng chục công nhân đang mang thai trong công ty, không có chế độ nghỉ thai sản trong hệ thống nhân sự của công ty. Bọn họ phải đem theo cái bụng lớn tiếp tục làm việc. Sếp có thể nói với nhân sự để những công nhân mang thai này có thể được nghỉ có lương không? Anh cứ nói với bên nhân sự đi và sau đó yêu cầu họ nghiên cứu cụ thể. Tôi cũng không tiện nói chuyện này. Nếu phải tự mình làm mọi việc, bạn sẽ kiệt sức. Vậy cũng được, Lâm tổng cứ làm việc đi. Lát nữa tôi sẽ nói lại với nhân sự về chuyện này. Đồ Vũ Thông trở lại, nhà máy thì lại không nói như vậy. Lâm tổng nói không có kỳ nghỉ thai sản. Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Thứ thừa nhất bây giờ là công nhân, hơn nữa cũng không thể cho mọi người phúc lợi gì khác nữa. Vì thế mọi người cứ tự suy nghĩ đi, tôi cũng đã cố hết sức để xin cho mọi người rồi, nhưng nếu Lâm tổng không đồng ý thì tôi cũng chẳng thể làm gì được. Các chị em, đây là lời mà một con người có thể nói được ư? Chẳng lẽ Lâm Bịp này nở ra từ cục đá ư? Phụ nữ mang thai còn phải đi làm, anh ta cũng quá ác độc rồi đó. Tôi nghĩ chế độ của công ty hoàn toàn không hợp lý. Làm gì có người phụ nữ nào không sinh con? Nếu như anh ta nói bụng to thì không cần, vậy thì còn ai làm việc cho anh ta? Tôi từng nghĩ Lâm Bịp là một chàng trai tốt, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra anh ta là loại người ăn thịt không nhả xương, là mặt khỉ, thật độc ác. Họ càng phàn nàn, Đồ Vũ Thông càng vui mừng. Việc anh ta cần làm là khơi dậy mâu thuẫn giữa công nhân và Lâm Bịp. Phải làm vậy thì anh ta mới nhận được tiền thưởng của tập đoàn Thịnh Cố. Lâm tổng cũng nói rồi, công đoàn này chỉ là vật trang trí, quyền quản lý vẫn là của công ty, không có gì thay đổi. Tôi biết mọi người đang không được vui, nhưng mọi người vẫn nên tìm con đường mới cho tương lai đi. Công ty Mộng Anh Gucci sẽ không cho mọi người làm việc tiếp đâu. Không làm thì không làm, có gì phải sợ chứ? Tôi không thể vì công việc này mà bỏ luôn con của mình chứ. Tôi không thể nuốt nổi cục tức này. Lâm Bịp hắn đang phân biệt đối xử với những người như chúng tôi. Thực tế nếu mọi người rời đi như thế này, tôi cảm thấy có chút tiếc. Như vậy không phải quá hời cho Lâm Bịp rồi ư? Công ty Mộng Anh Gucci đa số đều là nữ. Như mọi người nói, làm gì có người phụ nữ nào không sinh con? Nếu cứ mang thai là bị đuổi, vậy thì còn gì là tình người nữa? Mọi người đi nói với chị em khác đi. Hãy cùng nhau biểu tình và nói chuyện với ban quản lý, gây áp lực cho Lâm Bịp, yêu cầu anh ta đồng ý với chính sách nghỉ thai sản. Nếu không thì đình công, xem anh ta có lo hay không. Đầu của mọi người lúc này đều bị lửa giận che mờ rồi, nên không phân biệt được đúng sai, liền nghĩ Đồ Vũ Thông nói là sự thật, lập tức lên kế hoạch quay lại nhà máy kích động công nhân đình công. Lúc này Lâm Bịp đã tới nhà khách, sẵn sàng ký hợp đồng với Thiệu Hồng Nghĩa, nhưng nhận thấy rằng Hướng Thượng cũng ở đây. Lâm Bịp, trước khi ký hợp đồng, tôi phải đưa ra cho anh một điều kiện nữa. Mặc dù quyền sử dụng đất được trao cho anh, nhưng ban quản lý thành phố có thể xây dựng cầu đường hoặc thiết bị phục vụ thành phố bất cứ lúc nào. Thành phố hiện có dân số gần 4 triệu người. Khi thành phố phát triển, các khu vực mới được hình thành nhanh chóng, việc mở đường là không thể tránh khỏi. Vì vậy anh phải đồng ý với điều kiện này. Lâm Bịp biết nhìn Hướng Thượng, đây rõ ràng là đang đào hố cho anh ta. Nói là xây đường, nếu thực sự là xây dựng đường thì cũng được. Suy cho cùng, đây cũng là việc quan trọng, nhưng có nhiều loại đường.
nút giao thông trên cao tốc, đường mới đô thị, vận tải, đường sắt. Nếu họ thực sự xây dựng tất cả những thứ này thì sẽ rất hỗn loạn. Vậy quy hoạch của Lâm Bịp thì sao? Và một khi con đường được xây dựng thì có nghĩa là một thứ bất di bất dịch. Trong một lần có người đề nghị ở khu vực trung tâm thành phố xây dựng đường cao tốc hoặc đường công lộ, giá đất giảm ngay lập tức, không ai muốn sống trong khu vực đầy tiếng động cơ, bên đường tiếng còi vang vẳng. Điều mà Lâm Bịp càng hiểu rõ hơn là hoặc là công ty Gia Đức hoặc là tập đoàn Thịnh Cố đã đưa cho ông ấy ý kiến từ này. Chủ tịch, chuyện là như này, điều kiện này không có vấn đề gì, ngay cả tôi cũng phải xây đường, chỉ là tôi không thể ký hợp đồng với ngài ngay bây giờ được. Tại sao lại không thể ký? Anh còn muốn thêm điều kiện gì ư? Không, không, tôi làm gì còn điều kiện nào nữa, tôi thậm chí còn không thể nghĩ nhiều như vậy. Là như này, có một tập đoàn ở nước ngoài muốn mua toàn bộ mỏ than của tôi, cái giá họ đưa cho tôi gấp đôi giá thị trường hiện tại. Tôi sẽ bán toàn bộ mỏ than cho họ về 5 triệu tấn than mà ngài yêu cầu. Tới lúc đó, ngài có thể thương lượng với họ. Lâm Bịp, sao anh có thể làm vậy chứ? Bây giờ năng lượng của chúng ta đang rất khan hiếm, mà anh còn đem năng lượng đi bán cho người nước ngoài ư? Anh có phải là đang cấu kết với nước ngoài để bán đứng lợi ích của chúng tôi không? Không lẽ vì tiền mà ngay cả tôn nghiêm anh cũng không cần nữa hay sao? Hướng thượng cũng chỉ trích một cách giận dữ. Ông chủ Lâm, mặc dù mỏ than là của riêng anh, làm gì cũng là quyền tự do của anh, nhưng anh không thể ngay lúc mọi người cần anh mà làm vậy chứ. Nam Đô lúc này đang mỏi mắt chờ than của anh, nhưng anh lại đem toàn bộ năng lượng bán cho các công ty nước ngoài. Anh nói chúng tôi có nên ngăn anh lại hay không? Anh cũng biết rằng mỏ than là tài sản cá nhân của tôi. Vậy tại sao anh lại vì công ty Gia Đức mà bắt tôi bỏ ra 5 triệu tấn than? Mỏ than là của tôi thì tôi muốn bán thế nào là quyền của tôi. Tôi là một doanh nhân, việc theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận là nền tảng. Hướng tổng không cần uy hiếp tôi đâu. Tôi biết anh nói ngăn chặn tôi là có ý gì, nhưng anh hoàn toàn có thể thử. Bây giờ công ty của tôi, không phải anh hay Thiệu tổng là có thể ngăn chặn. Công ty của tôi hiện đang sở hữu tài sản cố định của hàng chục công ty nổi tiếng quốc tế. Tôi có thể đầu tư ở thành phố này, cũng có thể đóng cửa nhà máy, sau đó đi đến thành phố khác, thậm chí đầu tư vào các nước khác. Gia Đức và tập đoàn Thịnh Cố không phải lúc nào cũng muốn dự án giả phi mư. Tôi cũng nói thật với anh rằng điều đó là không thể. Công ty tôi sau đó sẽ tiếp nhận vốn nước ngoài. Có bản lĩnh thì anh để công ty Gia Đức và tập đoàn Thịnh Cố đi đầu với các công ty nước ngoài đi. Thiệu Hồng Nghĩa và Hướng Thượng, cho đến bây giờ họ mới phát hiện ra mọi kế hoạch của Lâm Bịp đều vừa tấn công vừa phòng thủ, và cách bố trí cũng thật đáng kinh ngạc. Có vẻ như anh ấy đã nghĩ đến bộ quản lý có thể làm gì với anh ta, cho nên đã nghĩ trước đường thoát. Nhìn thấy lửa giận càng lúc càng lớn, Cư Trần Nguyên liền đi vào giúp hai bên hạ nhiệt, tìm tiếng nói chung. Lâm Bịp, anh xem anh đang làm gì vậy? Có chuyện gì thì mọi người cứ nói ra không phải là được rồi ư? Chủ tịch cũng vì muốn tốt cho anh, nếu không sẽ không thể đồng ý ký hợp đồng với anh. Nếu anh có suy nghĩ gì thì cứ nói ra. Chủ tịch cũng rất sẵn lòng lắng nghe, chứ đừng có quá nóng giận như vậy có đúng không? Có người mở lời của thật dễ nói chuyện hơn. Lâm Bịp cũng không phải là người thích làm càn, nếu là anh thì cũng sẽ tức giận mà thôi. Đây rõ là ép người quá đáng, còn đe dọa tôi, đây có phải là điều mà một chủ tịch nên nói không? Còn thật sự nghĩ rằng tôi sẽ sợ ư? Bây giờ chúng ta đã nới đến mức này rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa. Hợp đồng có thể ký nhưng không được thêm bất kỳ điều kiện nào, và việc phát triển kinh doanh trong tương lai mọi ý kiến từ bộ phận quản lý đều phải được tôi phê duyệt, nếu không tôi sẽ ngừng việc cung cấp năng lượng bất cứ lúc nào. Hướng thượng không nói nên lời, khuôn mặt đầy xấu hổ, một lời nói bất cẩn kết quả khiến Lâm Bịp phản ứng mạnh như vậy. Thiệu Hồng Nghĩa cũng liếc nhìn Hướng thượng, ông cũng ghét những gì anh ta nói. Sau đó ông lên tiếng, thực ra không ai trong chúng ta có ý đồ xấu, tôi cũng muốn cả hai bên đều hài lòng. Nếu anh thấy điều kiện bổ sung này không thể chấp nhận được thì chúng tôi sẽ không thêm nữa. Như này không phải là được rồi ư? Chủ tịch, đừng trách hôm nay tôi nói năng hơi hung hăng, thẳng thắn mà nói. Đừng nhìn mấy người ngồi đây nói với tôi điều này điều kia, thực ra ngài cùng Gia Đức và Thịnh Cố ở cùng một phe, giống như một hỗn chiến, mấy người cùng đánh tôi, nếu tôi không đánh trả thì sẽ bị đánh tới chết, cuối cùng tới xương cũng không còn. Cũng đừng nói để làm hài lòng cả hai bên, nói thật với ngài tôi vĩnh viễn không thể hài lòng. Nếu ngài đã không có điều kiện gì nữa vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Nói tới mức Thiệu Hồng Nghĩa xấu cả mặt, Thiệu Hồng Nghĩa cơ bản cũng không muốn làm như này, nhưng công ty Gia Đức lại chọn cách đặt mối hận thù cá nhân của họ và Lâm Bịp lên người ông. Cho dù Lâm Bịp có khinh thường ông tới mức nào thì ông cũng chỉ có thể chịu đựng. Ký xong hợp đồng, Lâm Bịp liền rời đi không nói một lời. Thiệu Hồng Nghĩa chút hết cơn giận lên Hướng thượng, tiếp tục đe dọa người ta, tiếp tục nâng điều kiện, còn muốn ăn thịt Lâm Bịp, thậm chí còn vả mặt Lâm Bịp. Bây giờ Lâm Bịp đã hiểu lầm tôi cùng một phe với anh. Hướng thượng ơi là Hướng thượng, tôi nghĩ cái chức chủ tịch của anh là không muốn làm nữa rồi. Chủ tịch, tôi biết hôm nay tôi không nên nói như vậy, nhưng tôi cũng hết cách. Tối hôm qua, Tú Sư Mạc của công ty Gia Đức hẹn tôi gặp ở nhà hàng Phương Nam. Hắn còn đề xuất xây nhà ở cho giáo viên, cung cấp nhà ở miễn phí cho giáo viên trên toàn thành phố. Điều kiện là phải thêm vào hợp đồng của Lâm Bịp điều kiện xây dựng đường. Một mặt, đó là phúc lợi của tất cả giáo viên. Một mặt, sự phát triển thương mại của Lâm Bịp thì tôi biết phải chọn lựa thế nào chứ. Đây là cách làm của tư bản, nó có thể nhìn thấu bản chất con người, lợi dụng lòng người. Nếu chúng ta buông lỏng một chút sẽ bị mắc kẹt trong đó, không thể tự thoát ra được. Tôi hy vọng rằng trong cuộc chiến với Gia Đức và tập đoàn Thịnh Cố, Lâm Bịp sẽ là người chiến thắng sau cùng.